Thưa quý vị, để đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, một trong những yêu cầu đặt ra cho Đà Nẵng là phải có các nhà máy tái chế rác. Bởi một khi người dân nhìn thấy cụ thể được đường đi của rác thải, hiệu quả thật sự việc tái chế rác đem lại, thì việc phân loại rác thải tại nguồn trong cộng đồng sẽ được đẩy nhanh. Qua một thời gian nỗ lực triển khai phân loại rác tại nguồn, Đà Nẵng đã đạt kết quả nhất định. Việc phân loại rác tại khu dân cư, thu đổi rác tại nguyên, tái chế rác thành những vật dụng hữu ích, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, suy cho cùng, kết quả vẫn chưa như kỳ vọng, mà điểm nghẽn lớn nhất là Đà Nẵng chưa có hết các nhà máy xử lý và tái chế rác. Vấn đề này luôn được đặt ra tại các hội thảo, hội nghị chuyên đề và mới đây nhất, thêm một lần nữa được nhấn mạnh tại hội nghị khởi động dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế hết rác thải 3R giai đoạn 2. Do Đà Nẵng phối hợp với Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Nhật Bản tổ chức vào đầu tháng 8 vừa qua. Muốn nâng cao ý thức của người dân, phải làm cho người dân hiểu rõ rác thải tái chế được sử dụng như thế nào. Ví dụ như rác thải gia hít xử lý như thế nào sau khi thu gom, rác thải nhựa xử lý như thế nào, hay rác thải kim loại sẽ biến thành vật liệu trong xây dựng chẳng hạn. Nếu như người dân mà thấy rõ đường đi của rác thải, thấy rõ điểm tái chế rác thải hiệu quả như thế nào, thì người dân sẽ tham gia. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nên chúng tôi rất mong muốn sự hỗ trợ Đà Nẵng. Không chỉ chưa có các nhà máy tái chế rác thải, hiện Đà Nẵng vẫn chưa có phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện thu gom từng loại rác sau khi phân loại, thiếu dụng cụ phục vụ phân loại rác thải tại các hộ gia đình. Có nghĩa là chưa có đủ các điều kiện để triển khai một quy trình khép kín từ khâu phân loại rác thải đến khâu xử lý cuối cùng. Để giải quyết vấn đề này, Đà Nẵng cần huy động tối đa các nguồn lực và có sự đầu tư đúng mức. Tôi nghĩ rằng việc xây dựng nhà máy xử lý và tái chế rác thải rất quan trọng. Khi chúng ta có những nhà máy xử lý một cách hiệu quả, cũng như có sự tham gia không chỉ của chính quyền, của người dân, mà còn có sự tham gia của các tổ chức tư nhân nữa, thì mới có thể xây dựng được những cơ hội xử lý rác thải mang lại lợi ích thiết thực nhất. Chúng ta phải hoàn thiện toàn bộ cái quy trình của công toán tác phân loại rác thải nguồn. Nếu như người dân làm tốt cái phân loại rác nhưng mà chúng ta lại không có những trang thiết bị, chúng ta lại không có những cái nhà máy để tái chế thì cái việc phân loại rác tại nguồn nó không mang lại cái hiệu ý nghĩa. Thì hiện nay thì thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành là tham mưu để sớm lập điều chỉnh cái quy hoạch tại cái khu liên hợp xử lý rác Thanh Sơn, trong đó sẽ bố trí những cái khu đất mà có thể đầu tư kêu gọi đầu tư những cái cơ sở để tái chế và phân loại rác. Thì tôi hy vọng rằng là cùng với cái việc chúng ta chuẩn bị về mặt quy hoạch, chúng ta có những cái cơ chế chính sách thì các nhà đầu tư người ta sẽ quan tâm và sẽ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch số 54 về triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, mục tiêu đặt ra là trên 90% tổ dân phố triển khai phân loại rác tại nguồn và 85% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả tại địa bàn khu dân cư, trên 90% cơ sở công nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trên 70% cơ sở dịch vụ du lịch, 100% trường học, cơ sở y tế triển khai phân loại chất thải rắn, đảm bảo theo phương thức chung của thành phố, v.v. Có thể thấy, Đà Nẵng đặt ra quyết tâm rất cao trong công tác phân loại rác tại nguồn. Song, rõ ràng, để thực hiện cùng với tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng, Đà Nẵng phải đầu tư đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động này.